mặt mà trăng sáng nhé, mà mắt thì láo liên, mắt mà hay đảo ấy, thì đây là cái người mà thiếu nghiêm túc, cả nam cả nữ nhé. Đây là cái bọn mà kiểu như là cợt nhả, đây là cái bọn mà kiểu như là lẳng lơ. Cái gương mặt mà trăng sáng nhá, thì kỵ nhất là cái điều là như này: nếu như đàn ông mà mặt mà sáng sủa nhá, mà trăng sáng nhá, thì kỵ nhất là cái việc mà không có râu. Cái người đàn ông nhá, mà mặt mà trăng sáng thì kỵ nhất là cái gì? Kỵ nhất là không có râu. Bởi vì sao? Bởi vì những cái người như thế này ấy, xin chào quý vị và các bạn nha. Này, các bạn cho mình hỏi này. Mình đố các bạn. Cái khoa mà nhân tướng học ý, nghĩa là những cái cách mà chúng ta mà học hỏi ý, để mà chúng ta nhìn tướng của một người mà chúng ta đoán ra ý, đoán ra cái tính cách này, đoán ra cái số phận này, nói chung là đoán ra cái người này là cái người tốt hay là người xấu, nó dễ hay là nó khó. Mình đố các bạn đấy, mà thôi các bạn cho mình hỏi, theo các bạn ấy, nó là dễ hay nó là khó? Mình nói với các bạn một cái điều là như thế này nhé. Có những cái bạn ấy thì bạn ấy lên bạn chia sẻ, bạn nói là như thế này này. Nghĩa là khi mà bạn đi bạn chia sẻ về nhân tướng ấy, thì bạn đúc kết, bạn phân tích đúc kết. Bạn phân tích đúc kết nghĩa là gì? Nghĩa là khi mà nhìn vào một cái gương mặt ấy, thì ví dụ như là bạn nói là cái ta nhìn bằng cái chán của người nào mà to mà rộng thì chứng tỏ là cái người đó, cái não của người ta nhiều, và cái não nhiều ấy thì là chứa được nhiều kiến thức, chứa được nhiều thông tin, nó như cái bộ nhớ. Và người ta nói là cái tai mà to thì là người ta nghe được nhiều những cái điều tốt. Người ta lấy cái dẫn chứng là những cái vị sư. Những cái vị mà đi tu ấy, thì thường là tai to. Đấy. Xong rồi là người ta nói rằng là cái mũi của một người mà nó to nhá, thì là cái người này là cái người mà nghị lực nhiều. Rồi là những cái mà hai cái bên mà lưỡng quyền, cái gò má người ta rộng, là quyền hành, nghĩa là những cái người mà cái gò má rộng thì là những cái người mà tham, những cái người mà kiểu như là người ta nhiều cái tham vọng ấy, cái kiểu là như thế, đúng không? Nói tóm lại mình nói là như thế này này. Ok, những cái phân tích, những cái đúc kết của bạn nhé, nó không sai, nó không sai. Tuy nhiên là như thế này, tuy nhiên là nó chưa đủ. Mình nói với các bạn là như thế này: nếu như mà chúng ta mà nhìn một người, mà chúng ta nhìn vào những cái bộ vị như thế, mà chúng ta nói lên và chúng ta cảm nhận là như thế, thì chúng ta là cái người mà chưa biết một cái gì về nhân tướng, chưa biết một cái gì. Cái khoa nhân tướng phải đi sâu lắm, phải đi rất sâu thì chúng ta mới nhìn được người,
chúng ta mình nhìn như thế, chúng ta ra ngoài đường, chúng ta nhìn một người làm sao chúng ta biết người đó là người như thế nào được? Chúng ta lý thuyết suông. Cụ thể là cái tính cách, cái ưu điểm, cái nhược điểm, những cái mà điểm mà chúng ta không nhìn thấy về cái tính cách, cái bản chất của họ, làm sao mà chúng ta nhìn thấy được? Chúng ta hiểu cái điều như thế, chúng ta chỉ đi mon men cái vòng ngoài, bên trong nó còn nhiều cái lắm. Về nhân tướng nó còn phối hợp với nhiều những cái bộ vị, nó phối hợp với nhiều cái mà để mà chúng ta chẩn đoán ra một cái người này là người như thế nào, cái hậu vận của người ta như thế nào, cái cuộc sống của người ta như thế nào. Nó không đơn giản là như thế. Nó không đơn giản là chỉ nhìn những cái bộ vị mà chúng ta nói như thế được. Mình nói với các bạn một cái điều là như thế này này. Tất cả những cái gì mà chúng ta mà biết rộng thì nó sẽ không biết sâu. Cái gì cũng biết thì đảm bảo là bạn sẽ không sâu về một cái gì. Nhưng nếu như bạn tập trung vào một cái gì thì đảm bảo bạn sẽ đi sâu được, bạn sẽ hiểu sâu được. Kể cả là các bạn mà trong cái đời sống hàng ngày của các bạn ý, các bạn có nhiều mối quan hệ, các bạn là cái người mà quan hệ rộng đi, các bạn nhiều mối quan hệ, thì mình đảm bảo một cái điều là như thế này. Trong nhiều mối quan hệ đó của các bạn ý, nó không thể sâu được. Nó không sâu được. Nhưng bạn nào ấy, trong cuộc sống, trong đời sống ấy, các bạn ít mối quan hệ thôi, không quan hệ rộng, các bạn chơi ít thôi, mình đảm bảo nhé, hầu hết những cái mối quan hệ của các bạn ấy, nó rất là sâu. Nó rất là sâu, rất thấu hiểu nhau. Người ta gọi là chất lượng, chất lượng hơn số lượng. Đấy, cái kiểu là như thế. Nó là như thế đấy. Thì mình nói với các bạn là như thế này. Cái bộ môn nhân tướng mà người ta học cả đời mà người ta nhìn người, người ta còn sai lầm, thì làm sao mà mình học một tí, mình nghe dăm ba cái câu đúc kết mà mình hiểu được về nhân tướng. Nếu mà mình học những cái mà nó đơn giản và nó hiểu một cách đơn giản như thế, thì sau này mình ra cuộc sống ấy, mình làm cái gì cũng thất bại. Mình nhìn người mình thất bại. Trong nhân đường ấy, nhìn thế nhưng không phải là thế, mà không phải là thế mà lại là thế. Đấy, các bạn quan sát nhân đường ấy, các bạn nhìn ấy, là các bạn phải nhìn thấy những cái điểm mà nó rất là sâu. Một lát nữa thì mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn về những cái kiểu mà các bạn nhìn thì các bạn sẽ cảm thấy rằng là cái vi diệu của cái nhân tướng nó rất hay. Một lát nữa nó rất hay, nó hay lắm. Mình ý, có một vài cái lời này mình muốn nói với các bạn một cái điều là như thế này này. Nghĩa là các bạn ý, các bạn yêu thích về nhân tướng, các bạn yêu thích về cái bộ môn khoa học nhân tướng, các bạn yêu thích về cái cách mà tìm hiểu, cái cách mà nhìn người, cái cách mà nhận xét, cái cách mà đánh giá một người, thì các bạn sẽ thích tìm hiểu về nhân tướng, đúng không? Tuy nhiên, mình vẫn nói với các bạn một cái điều là như thế này nhé. Chúng ta ấy, đừng bao giờ chúng ta vội kết luận, đánh giá, phán xét một người qua cái cách nhìn, cách hiểu của chúng ta. Bởi vì mình nói với các bạn, trong nhân tướng nó không đơn giản là như thế đâu. Nó không đơn giản là nhìn bộ vị để chúng ta đánh giá.
để chúng ta đúc kết không hề đơn giản như thế. Vậy nên chúng ta hãy để trong lòng và chúng ta chiêm nghiệm khi nào mà cái kiến thức của chúng ta ấy, nó đủ sâu thì phần nào chúng ta cảm nhận được. Còn chúng ta chỉ học cái hời hợt, chúng ta chỉ học những cái này cái nọ, rồi chúng ta đi ra ngoài, chúng ta nhìn một người, chúng ta phán xét, chúng ta bảo là, ví dụ đi ra ngoài các bạn nhìn thấy một cái người mà người ta chán, người ta thấp, chán người ta hẹp, bạn bảo người ta là cái người này là cái người mà bướng bỉnh, cái người này là cái người mà nhiều khi là cái người mà thiếu hiểu biết, đại loại là như thế. Và các bạn tự dưng các bạn đánh giá cái người này lại là cái người mà trong cái cuộc sống của họ là những cái người mà hay gặp trắc trở, hay gặp khó khăn trong cuộc sống. Các bạn hiểu thế là sai rồi đấy. Những người nhá, có những người chán hẹp, thấp, những người ta vuông vắn, cái khí sắc ở chán ấy, nó tươi, nó nhuận, nó mịn, cái đường chân tóc của người ta nó mọc gọn gàng. Cái người đấy là cái người cực sướng, cái người đấy lại là cái người thành công, cái người đấy họ lại là những cái người mà có nhiều quý nhân bên cạnh. Có thể trong lĩnh vực này, lĩnh vực nọ họ không biết, thì họ vẫn có những cái người bên cạnh họ, có những quân sư, có những cái sự trợ giúp. Đúng không nào? Đó. Thế nên ý, mình nói với các bạn, đừng bao giờ các bạn nghĩ rằng mình nhìn dăm ba cái bộ vị mà tự dưng mình vội đánh giá khi mà mình chưa đi sâu, chưa tìm hiểu sâu về nhân tướng. Cái này nó rất là nguy hiểm. Thứ nhất, nó nguy hiểm là gì? Là mình nghĩ oan cho người ta. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình tưởng mình nghĩ đúng. Mình tưởng mình đúng là vứt rời. Kiến thức mình nó ở đâu thì mình biết ở đó thôi. Đấy, mình nói với các bạn. Hoặc là có những cái người mà các bạn nhìn, các bạn bảo là cái chán người này nó cao, chán rộng. Cái người này là cái người cực kỳ thông minh, cái người này cực có trí tuệ, cực hiểu biết. Các bạn mới nhìn như thế, các bạn nghĩ như thế, các bạn xem, không thiếu gì những cái người chán cao, chán rộng mà bước vào cái vòng lao lý, đời cực khổ, mà lại không có tiền, rất nghèo mà bước vào vòng lao lý. Các bạn để ý đi, thế là như thế nào? Đúng không nào? Các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Nghĩa là khi mình nói, các bạn tìm hiểu về nhân tướng ý, các bạn hãy khoan vội đánh giá, các bạn phải cứ từ từ. Bởi vì trong cái khoa nhân tướng này, chúng ta không thể nhảy cóc được. Mình không thể chia sẻ với các bạn một phát lên tới ngọn được. Mình nói với các bạn một phát mà nó lên tới ngọn luôn ý, Không bao giờ các bạn hiểu được. Giống như ý, các bạn đi, ví dụ các bạn từ điểm A mà các bạn muốn đi tới điểm Z thì các bạn phải đi từ A đến B đến C đến D. Bạn phải hiểu, lúc đó thì bạn mới hiểu được cái quãng đường từ A đến B nó là như thế nào, từ B đến C như thế nào. Bây giờ cho bạn một phát từ A tới Z, thì quay trở lại từ B, C, D, F, G, H, I, K, linh tinh cho đến Z. Các bạn không biết một cái gì, các bạn không hiểu một cái gì thì lại là không được. Bạn không áp dụng được, đúng không? Bạn không phối hợp được, bạn không áp dụng được, và bạn sẽ không nói chuẩn, không hiểu chuẩn. Bạn học về nhân tướng như không ấy, cũng giống như con vẹt, cũng thế này thế kia, có hiểu gì đâu. Người tốt bạn lại cho là xấu, người xấu bạn lại cho là tốt. Cái người sang, cái người xấu quý, bạn lại cho người ta là hèn, bạn lại cho người ta là nghèo. Còn cái người mà nghèo hèn, cái người giả tạo thì bạn lại cho người ta là quý, bạn lại cho người ta là giàu có. Đó. Thế nhá, các bạn phải hiểu sâu nhá. Hôm nay thì mình sẽ giải mã cho các bạn về cái tướng mặt
cái tướng mặt của một cái người mà người ta có cái gương mặt mà sáng sủa, có cái gương mặt mà sáng như ngọc, cả nam cả nữ. Mình sẽ giải mã cho các bạn. Bình thường các bạn thấy nhé, bình thường trong cuộc sống đúng không, các bạn hay gặp những cái người mà có những cái gương mặt mà nhìn rất là sáng sủa, mà các bạn thấy, các bạn thấy những cái người mà người ta nổi tiếng này, những cái người mà người ta có địa vị này, những cái người người ta giàu sang, những cái người người ta quyền quý, nói chung những cái người mà thành công trong cuộc sống nhá, giàu có thành công, người ta đều có những cái gương mặt mà sáng sủa, gương mặt người ta sáng láng, sáng như ngọc. Các bạn cứ để ý, có đúng không ạ? Đúng không nào? Tuy nhiên là như thế này. Tuy nhiên nhé, không phải hầu hết đâu nhé. Bởi vì sao? Bởi vì nó có những cái điểm như thế này. Và mình tin rằng qua cái video hôm nay ấy, thì các bạn sẽ có một cái người ta gọi là một cái mà nó khai mở hơn một chút, nó nâng cấp hơn một chút về cái độ mà nhìn người. Các bạn chú ý đón xem. Cái ngày xưa mà cái hồi mà mình còn nhỏ ấy, mà những cái bạn bè hàng xóm xung quanh hay là chơi với những cái người bạn mà bạn học ấy, cái hồi mình còn bé tí. Thế đến lúc mà khi mà các bạn mà cứ đến nhà chơi thì bố mẹ mình có nhận xét, có nói là, có nói với mình là như thế này này. Đấy, con chơi với những cái người bạn mà mặt mũi sáng sủa như thế này được đấy, nhìn nó sáng sủa, gương mặt nó sáng sủa là nó thông minh, nó ngoan ngoãn. Chứ con đừng gần với những cái bạn mà nhìn mặt mũi nó cứ tối tăm, rồi nhìn mặt mũi người ta kiểu như là nó ngỗ ngược, nó tinh nghịch, nó ngỗ ngược thế này thế kia. Đấy là phụ huynh nhà mình đấy, và những cái người mình đi đến đâu cũng thế thôi. Ví dụ mình đi đến đâu ấy, mình cũng đều nghe được người ta nói một cái câu là, nói chung là cái người mà có cái những cái gương mặt mà sáng sủa tươi sáng ấy thì thường là những cái người tốt, thường là những cái người nhiều phúc nhiều lộc, thường là những cái người may mắn, thường là những cái người mà kiểu như là đàn ông ấy thì người ta hay gọi là công tử ấy, công tử của nhà giàu ấy, thì thường là có những cái gương mặt rất là sáng sủa, hoặc là những cái người con gái ấy, những cái người phụ nữ ấy, mà xinh xắn sáng sủa thì người ta hay gọi là những cái người mà tiểu thư, có những cái gương mặt tiểu thư. Các bạn cứ để ý. Đúng không nào? Tuy rằng hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái gương mặt mà sáng sủa, sáng như ngọc, mình chia sẻ với các bạn dưới cái góc nhìn của nhân tướng để các bạn hiểu những cái người mà có cái gương mặt sáng sủa nó sẽ là như thế nào. Cả nữ cả nam đấy. Cái đầu tiên là như thế này. Đầu tiên nhé, dưới cái góc nhìn của nhân tướng nhé, những cái người mà có gương mặt sáng sủa ấy là những cái người mà có cái tam đình cân xứng. Mặt, cái chiều dài của mặt chia làm ba. Cái tam đình cân xứng, thượng đình, trung đình và hạ đình, như cái video trước mà mình nói rồi đấy. Thượng đình là từ ấn đường cho đến chân tóc, nó là cái phần trán nhá. Trung đình nó là cái phần đầu mũi cho đến ấn đường, và hạ đình là đầu mũi cho đến cằm. Tam đình của người ta nó phải cân xứng, nghĩa là cái khoảng cách, cái chiều dài, cái độ cao, chiều cao nó tương đương nhau. Đó là tam đình cân xứng. Và ngũ quan đoan chính. Ngũ quan là gì? Ngũ quan là mày, lông mày, mắt, tai, mũi, miệng. Đoan chính là gì? Nghĩa là gì? Nghĩa là tất cả những cái bộ vị như thế
nhìn nó phải đẹp, nhìn nó phải cân xứng, nó phải hài hòa. Như cái video hôm trước về cái cách mà nhìn nhân tướng cơ bản, mình cũng đã phân tích khá là cẩn thận. Ngũ quan đoan chính, ngũ nhạc triều quy. Ngũ nhạc triều quy là năm cái đỉnh ở trên khuôn mặt, gồm có trán này, hai cái quyền cốt này, hai cái lưỡng quyền này nhá, hai cái đỉnh gò má này và cằm này, và cái đỉnh thứ năm là cái đầu mũi này. Triều quy là gì? Là nhìn nó cân xứng, hài hòa, nó quy tụ vào cái đỉnh mũi. Mũi người ta còn gọi là trung nhạc. Đó, đông nhạc, tây nhạc, nam nhạc, bắc nhạc, nó quy tụ vào cái đỉnh mũi, gọi là triều quy. Cái gương mặt sáng sủa, nghĩa là nó phải cân xứng, nó phải hài hòa nhá. Mọi thứ nó phải cân xứng, nó hài hòa, nhìn nó thanh tú, nhìn nó sáng sủa, nhìn nó mịn màng, nó sáng, nó không tì vết. Đó là theo cái cách nhìn của nhân tướng, gương mặt sáng sủa là như vậy. Vậy tổng thể nghĩa là gì? Nghĩa là khi chúng ta nhìn vào gương mặt của một người, mắt người ta phải sáng nhá, mũi người ta phải đẹp, phải thẳng, phải thanh mảnh nhá. Tất cả mọi cái đường nét ở trên khuôn mặt người ta nó thanh tú, nó thanh mảnh, nó đẹp. Cái da mặt nó trắng, nó sáng sủa, nó đẹp, nó không tì vết. Đấy là cái gương mặt sáng sủa. Và cái điểm nổi bật của cái gương mặt sáng sủa là gì? Là những cái người này thường có cái vầng trán cao và đẹp. Cái mũi người ta thẳng, nhìn nó thanh mảnh, nhìn nó vừa vặn, nhìn nó đẹp. Nó có cái đường nét đẹp. Đấy, cái nổi bật là như thế. Thì các bạn sẽ thấy cái gương mặt của người đó là cái gương mặt sáng sủa. Vậy thì cái gương mặt sáng sủa, cái gương mặt sáng như ngọc thì tốt khi nào? Khi nào được cho là tốt? Cái gương mặt nhá, cái gương mặt mà sáng sủa được cho là tốt ý, thì nó phải đi kèm với cả cái sắc da của người ta, cái sắc diện của người ta nó hồng hào, nó mới đạt được quý cách nhá. Để mà đạt được cái quý cách, cái sắc mặt của người ta nó phải hồng hào, nó phải trong sáng, cái đôi mắt người ta nó phải trong sáng, cái da mặt nó phải tươi sáng, tất cả những cái bộ vị, tất cả những cái đường nét nó phối hợp với cả khuôn mặt, nó phải đúng cách, nó phải hợp cách, nhìn nó hài hòa. Nhìn cái hình thái bên ngoài, nhìn nó phải hài hòa. Để mà quan sát nhá, kỹ nhá, thì nó phải là những cái người mà có cái gương mặt tươi sáng, nó phải đẹp, nó phải toát ra từ cái bên trong. Khi chúng ta nhìn ý, chúng ta nhìn là như thế này. Một cái người mà có cái gương mặt sáng sủa ấy, thì cái đôi mắt của người ta nó cần phải sáng. Cái màu da của người ta ấy, thì nó phải bền bỉ. Nghĩa là cái người này ấy, người ta ngồi lâu mà người ta không biến đổi, nhìn người ta có những cái ánh, có những cái ánh hào quang bất thường ấy, nó khác thường ấy. Nhìn các bạn, nhìn các bạn cảm thấy nó sáng, nó rực, nó có một cái gì đó, nó có một cái gì đó các bạn rất là hút, các bạn cảm thấy nó sang trọng, nó sáng. Mình nói với các bạn là như thế này nhé. Nhiều bạn thì bạn cứ hay chú trọng vào những cái người ta gọi là đi thẩm mỹ làm sao mà cho nó đẹp hơn, nó sáng hơn, nó đẹp hơn, mọi thứ nó trở nên là hoàn hảo hơn ý. Thì mình nói với các bạn là như thế này. Cái vẻ đẹp nó là bẩm sinh nhá, nó là mang cái cốt khí, cái cốt cách bẩm sinh. Nó sẽ khác với cả cái vẻ đẹp mà chúng ta đi chỉnh sửa. Nó khác ở đây là cái gì? Nó khác là cái gì? Mình nói với các bạn một cái điều là như thế này. Các bạn hãy cứ để ý một người mà có cái vẻ đẹp mà bẩm sinh ấy, người ta biết là người ta đẹp, người ta tự cảm nhận được là người ta đẹp, và mọi người xung quanh ấy hầu hết là đều công nhận người ta đẹp. Từ bé người ta đã có cái cảm giác như thế rồi, người ta đã biết bản thân mình là đẹp, đúng không nào? Còn một người nhé, một người mà đi
thẩm mỹ mà đi chỉnh sửa cái sắc đẹp của mình ấy, thì là như thế nào? Thì là người ta luôn để ý đến những cái ánh nhìn của người khác đến với mình là như thế nào. Người ta luôn là tự hỏi rằng là cái người này, người ta cảm nhận được cái vẻ đẹp của mình nó có thật sự hay không, hay người ta có phát hiện ra là mình chỉnh sửa hay không, hay là như thế nào đó. Nghĩa là trong lòng của người ta nó luôn có những cái mà nó bồn chồn, nó bất an, có những cái nó không được thoải mái, nó không được thoải mái. Chính vì vậy, để mà cảm nhận một cái người, người ta có cái vẻ đẹp ý, nó tự nhiên ý, nó thoải mái, mình biết ngay. Nhìn cái người nào đẹp tự nhiên người ta thoải mái lắm. Nhìn cái người nào ấy mà người ta đẹp bẩm sinh, đẹp từ trong cốt cách, đẹp từ trong nhân tướng, cái đẹp thực chất, nhìn biết ngay. Nhìn cái cử chỉ, cái phong cách nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, nó tự nhiên, nó thanh cao, nó lương thiện, nhìn nó khác hẳn. Nhìn nó khác hẳn. Các bạn hãy để ý, các bạn hãy quan sát. Còn những cái người đẹp, đẹp theo cái kiểu chỉnh sửa ấy, kiểu gì các bạn nhìn nó cũng bị chấp vá, nó không tự nhiên. Chỗ này đẹp, chỗ kia xấu, nó không theo bộ. Mọi cái cử chỉ, kể cả là những cái khí sắc, cái thần khí của người ta nhìn có cái độ mà nó không luật nà, nó bất an. Nhìn nó không sang. Nhìn nó thực sự là nhìn nó không sang. Cái cốt khí thì cốt khí các bạn không chỉnh sửa được đâu. Cái cốt khí các bạn có thể, các bạn tu dưỡng và dần dần nó sẽ thành. Chứ cái cốt khí các bạn không thể học một sớm một chiều được. Cái cốt khí thì nó nằm ở trong cái con người khi mới sinh ra rồi. Cái bộ vị, tất cả các cái bộ vị của các bạn nó đẹp, cái tướng các bạn nó đẹp, cái cốt khí đương nhiên nó sẽ đẹp. Còn những cái bộ vị các bạn nó chưa đẹp, nó thiếu hụt, thì cái cốt khí của bạn nó không thể, nó cũng thiếu hụt, nó không thể đẹp, nó không thể nuột nà, nó không thể tự nhiên được. Vì vậy các bạn có sửa tướng, sửa cái hình thức của các bạn nó có đẹp như thế nào, cái cốt khí của các bạn ấy, nó vẫn bị không tự nhiên, nó vẫn nhìn, nó vẫn ra. Nhìn biết ngay. Những cái người mà người ta nhìn về tướng, người ta hiểu sâu về tướng, người ta nhìn, người ta biết ngay. Người ta biết ngay. Mà để mà có một cái cốt khí nó đẹp nhá, có một cái cốt khí mà nó sang trọng, nó quyền quý, thì các bạn buộc các bạn phải là một cái người mà có nhiều kiến thức, có nhiều trí tuệ, có nhiều đạo đức. Chứ không phải là các bạn bắt chước là được. Không phải cứ bắt chước là được. Không phải là thấy người ta như thế nào mình làm theo như thế là được. Bởi vì cái này nó là cái, nó xuất phát từ cái bên trong. Từ cái bên trong, từ cái tư duy, từ cái suy nghĩ của bạn, từ cái não bộ, từ những cái kiến thức bạn có. Bắt chước không được. Bắt chước thì bạn cũng chỉ như là một cái ngọn mà thôi. Cái gốc bạn không có, cái gốc bạn không hiểu. Cũng giống như là khi bạn xem về nhân tướng ấy, bạn cứ xem kết quả, bạn nhìn, bạn đánh giá, bạn không có được những cái mà từng bước các bạn sẽ không thể hiểu được. Cái cốt khí của một người cũng thế. Để một người, người ta có cái cốt khí nhá, có một cái khí chất, đúng không? Người ta, cái khí chất của người ta nhìn nó đẹp, cái khí chất của người ta nhìn nó thanh cao, nó quyền quý nhá, nó sang trọng. Người ta buộc người ta phải có trí tuệ, có trí tuệ và có đạo đức, đúng không nào? Đúng không? Các bạn cứ để ý, một cái người mà người ta có trí tuệ mà người ta không có đạo đức ấy, cái cốt khí của người ta là gì? Rất đáng sợ. Mưu mô tiểu xảo. Mưu mô lươn lẹo tiểu xảo. Có thể người ta giàu đấy, nhưng người ta cũng là cái người mà phải nói là bạc và ác. Nó nguy hiểm ở cái chỗ đó. Nhưng một cái người mà có cái cốt khí mà ấy, các bạn nhìn ấy, nó quyền quý, nó đẹp, nó thanh cao, nó thiện, và nói chung là các bạn nhìn các bạn cảm thấy là quý mến, kính mến, yêu thương, tôn trọng ấy, thì người ta ngoài cái trí tuệ người ta còn có cái đạo đức.
vừa có trí tuệ, vừa có đạo đức. Cái này buộc chúng ta phải học, buộc chúng ta phải tu dưỡng. Đại loại là như thế. Đấy, thế nên mình mới nói với các bạn là như thế này. Những cái bạn ấy mà các bạn mà đi sửa hình tướng ấy, để mà bắt chước một cái người ấy, cho nó đẹp ấy, thì cái tâm tướng, cái cốt khí của các bạn ấy, các bạn phải trau dồi, các bạn phải chỉnh từ trong cái bên trong của mình, từ cái trí tuệ của mình, từ kiến thức của mình và từ cái đạo đức của mình. Các bạn phải biết kiểm soát cái tâm của mình, cái tâm các bạn phải kiểm soát những cái suy nghĩ của mình, những cái tham, cái sân, cái si của mình. Các bạn phải kiểm soát được những cái đó thì nó mới ra cái cốt khí như thế. Và khi các bạn ấy có những cái vẻ đẹp, có những cái cốt khí như thế, mình đảm bảo với các bạn, cuộc sống các bạn ấy nó sẽ an nhàn, nó sẽ sung sướng. Các bạn sẽ có nhiều những cái người xung quanh, người ta yêu quý bạn, người ta yêu quý thật lòng. Các bạn mà có đạo đức, các bạn có tình người nhé, các bạn có trí tuệ nhé, thì mình đảm bảo các bạn sẽ biết quan tâm đến người khác. Các bạn sẽ sống vì mọi người, các bạn yêu thương, các bạn che chở, các bạn giúp đỡ được người khác, và từ đó mọi người cũng sẽ yêu thương, quý mến, trân trọng bạn, bảo vệ bạn. Mọi người sẵn sàng giúp đỡ bạn. Nó là như thế đó. Quay trở lại này, những cái người mà có cái tướng mặt mà sáng như ngọc ấy, họ là những cái người mà có cái tướng phú quý. Những cái người này thì họ thường là những cái người mà kiểu như là từ cái thời mà tuổi trẻ ấy, họ đã là những cái người mà thông minh hơn người. Nói chung những cái người này họ là những cái người mà có cái số mệnh rất tốt. Những người này họ thường là những cái người mà được sinh ra trong một gia đình mà quyền quý. Họ ấy là những cái người mà được bao bọc. Họ là những cái người ấy, kể cả là cái thời trẻ sau này người ta học hành, người ta sẽ là cái người đỗ đạt cao. Người ta là những người thông minh. Họ ấy là những cái người mà phải nói là họ là những cái người mà có được cái may mắn, có được một cái cuộc sống mà nó suôn sẻ. Nhưng có một cái điểm mà cần mà chú ý, có một cái điểm mà nó bị cái điểm trừ ấy, cái điểm đáng chê trách ấy, cái điểm trừ của những cái người mà có cái gương mặt mà sáng như ngọc ấy, thì họ là những cái người mà khá là nhút nhát. Những cái người này họ thường là những cái người mà kiểu như là họ không được bền chí, nghĩa là cái tính cách của họ ấy, họ không được kiên trì, khá là nhút nhát. Đó. Vậy thì những cái điểm chưa được, những cái điểm xấu nhá, những cái điểm xấu của những cái người mà mặt sáng như ngọc thì là như thế nào? Vậy thì cái tướng mặt trắng sáng xấu khi nào? Cái điểm này các bạn hãy chú ý này. Không phải cứ người nào mà mặt sáng sủa hay là như thế nào mà các bạn không nhìn kỹ là các bạn dễ bị hiểu lầm nhá. Các bạn dễ bị hiểu lầm là cái người này là cái tướng quý nhá, cái người này là thông minh các thứ. Các bạn hãy nhớ những cái điểm như thế này. Cái người ấy mà mặt mà trắng sáng ấy, nhưng mà trắng của người ta ấy, trắng kiểu như trắng bạch ấy, trắng bạch ấy. Nhìn nó cứ trắng và nó như kiểu là kiểu xoa phấn ấy. Đây là cái tướng mặt trắng sáng mà không tốt nhá. Cái người mà mặt mặt trắng như trắng bạch, như trắng như xoa phấn ấy, đây là cái tướng bất nhân. Trong nhân tướng ấy thì cái tướng này ấy, được gọi là cái tướng mà phấn diện sở khanh. Đây là đàng điếm, đây là cái tướng mà bất lương, đây là cái tướng mà không thiện. Cái điều này thì đặc biệt đúng với cả cái tướng người đàn ông. Đàn ông mà có cái tướng mặt mặt trắng sáng ấy, mà nhìn nó cứ như kiểu xoa phấn ấy. Đó, các bạn hãy để ý, trắng bạch mà trắng như kiểu xoa phấn ấy. Cái tướng sở khanh, cái tướng bất lương, các bạn hãy nhớ.
các bạn hãy để ý. Mặt mà trắng sáng nhá, mà mắt thì láo liên, mắt mà hay đảo ấy, thì đây là cái người mà thiếu nghiêm túc, cả nam cả nữ nhá. Đây là cái bọn mà kiểu như là cợt nhả, đây là cái bọn mà kiểu như là lẳng lơ. Cái gương mặt mà trắng sáng nhá, thì kỵ nhất là cái điều là như thế này. Nếu như đàn ông ấy mà mặt, đàn ông mà mặt mà sáng sủa nhá, mà trắng sáng nhá, thì kỵ nhất là cái việc mà không có râu. Cái người đàn ông nhá, mà mặt mà trắng sáng nhá, mặt mà trắng sáng, thì kỵ nhất là cái gì? Kỵ nhất là không có râu. Bởi vì sao? Bởi vì những người như thế này ấy, cái thời trẻ họ là những cái người mà thông minh, họ là những cái người mà có thể là thành đạt khi còn trẻ. Nhưng mà về già thì họ là những cái người mà phá bại. Đây là cái tướng mà về già rất gian truân. Nói chung những cái người mà mặt mà trắng sáng mà không có râu ấy, về hậu ấy, rất khó khăn, rất vất vả, rất khổ sở. Một cái kỵ nữa của người đàn ông mà có cái gương mặt trắng sáng này. Nghĩa là cái kỵ là như thế này, những cái người mà đàn ông mà có cái gương mặt trắng sáng ấy, mà khi mà người ta bắt đầu người ta lớn tuổi, trung niên rồi về già ấy, kỵ nhất là cái gương mặt của người ta lúc nào cũng là cái gương mặt mà như kiểu trẻ thơ ấy, nhìn nó cứ như là trẻ con ấy. Cái người đàn ông mặt sáng sủa mà khi mà cứ luống tuổi, cứ có tuổi mà cái gương mặt người ta nó không thay đổi, nó như trẻ con. Bình thường con người ta ấy, ở cái độ tuổi nào nó cứ phải nó chững chạc và nó già dặn, đúng không? Nó phải biến đổi, biến chuyển theo thời gian. Cái người mà trẻ lâu thì mình không nói, nhưng cái người mà đàn ông mà có cái gương mặt mà trắng sáng, mà kể cả là lớn tuổi mà mặt người ta như trẻ con, đây là cái điểm mà rất là kỵ. Đến trung niên mà vẫn cứ nhìn mặt vẫn cứ như là một người trẻ con ấy, thì đây là cái tướng mà tướng yểu mệnh. Tướng này không tốt. Cái tướng này là cái tướng mà dễ mà chết yểu. Đây là cái tướng nghèo hèn. Nhất là các bạn cứ nhìn những cái người ấy, những cái người mà rõ ràng là đến trung niên rồi mà nhìn mặt người ta vẫn cứ bụ bẫm, nhìn vẫn cứ nõn nà, vẫn cứ bụ bẫm, nhìn cứ trắng sáng. Đây là cái tướng mà dễ, cái yểu tướng. Cái người này thì đây là cái tướng nghèo hèn. Mình nói với các bạn là như thế này nhá. Nói gì thì nói, đàn ông ấy nhìn nó phải gồ ghề, nhìn nó phải xù xì. Tướng đàn ông ấy, cái tướng của cái người đàn ông ấy, nhìn nó phải mạnh mẽ, nhìn nó phải hổ tướng, nhìn nó phải xù xì, thì nó mới nhìn nó phải từng trải. Cái người như thế thì người ta mới đương đầu được, người ta mới đảm được, người ta mới làm được những cái, nghĩa là người ta mới là những cái người mà có cái trách nhiệm ý. Người ta mới nhận được những cái trọng trách ý. Người ta mới gánh vác được, người ta mới làm được những việc lớn, người ta mới bảo vệ được bạn, bảo vệ được gia đình, bảo vệ được chính họ. Đàn ông nó phải xù gì, nó phải gai góc, chứ mịn màng mà trắng sáng mà nó nà mà đến cái trung niên ấy. Nếu như đàn ông ấy mà không cần, nghĩa là không cần mà gồ ghề gai góc, thì người ta cũng phải là những cái người mà nhìn người ta có một cái gì nó cao quý, nó thâm sâu, nó hiểu biết, nó nhẹ nhàng, nó điềm đạm, điềm tĩnh. Chứ tuyệt đối cái tướng đàn ông ấy, đừng bao giờ mà nhìn nó cứ bụ bẫm, nó nõn nà, nó như trẻ con, như trẻ thơ. Nhìn nó không có cái độ từng trải. Tướng như thế là xấu lắm đấy. Thank you.
Một cái điểm nữa nhá, một cái điểm nữa là như thế này, cả nữ cả nam đấy nhá. Một cái điểm nữa là như thế này, cái tướng ấy, cái tướng mặt mà trắng sáng như ngọc ấy thì nó cũng phải tương đương là như thế này, nghĩa là cái tiếng, các bạn biết là cái tiếng của ngọc ấy nó va chạm với nhau ấy thì nghe nó trong trẻo, đúng không, nghe nó lanh lót, nghe cái tiếng kêu của nó thanh nhã. Vậy mà những cái người ấy, những cái người nào, cả đàn ông cả phụ nữ nhá, những cái người mà có cái gương mặt mà trắng sáng như ngọc ấy, mà cái giọng nói của người ta ấy, nó cứ ầm, nó cứ trầm trầm, nó cứ ồm ồm, nó cứ trì trệ, lại là vá tướng. Những cái người ấy, mà có cái gương mặt trắng sáng như ngọc ấy, cái giọng người ta nó phải đấy, nó phải cao một chút nhá, nó phải thanh nhã một chút, đừng có trầm trầm, đừng có ồm ồm, không làm được gì đâu. Cái người ấy, cái người mà có cái giọng trầm trầm mồm mồm ấy thì người ta phải là những người nhìn người ta vững vàng. Các bạn nhìn cái thần thái người ta nó phải vững chắc, nó phải chắc chắn thì là đúng cách, đúng không? Còn những cái người nhìn thư sinh, mặt trắng sáng như ngọc thì người ta giọng nói của người ta nó phải thanh nhã. Đấy mới là hợp tướng, đấy mới là hợp cách. Cái người như thế mới là cái người phú quý, mới là cái người có nhiều may mắn, cái cuộc sống người ta nó mới tốt. Các bạn hãy nhớ những cái điều đó. Một cái điểm nữa là như thế này, nghĩa là trong nhân tướng học ấy, nhiều khi chúng ta là cứ bỏ quên về, về cái phần mà ngũ hành. Nghĩa là cái tướng của một người đôi khi nó phải kết hợp với cái ngũ hành của một người. Ví dụ mình nói là như thế này, ngũ hành là gì? Kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, đúng không? Đúng không? Theo ngũ hành thì là như thế này, khi mà chúng ta nghĩ đến thủy thì là gì? Thì chúng ta nghĩ đến một cái sự mà chuyển động, đúng không? Chúng ta nghĩ ngay một cái sự mà kiểu như là nó linh hoạt, nó sinh động, đúng không nào? Mà khi mà nghĩ đến thổ, khi mà nói về thổ thì thổ là mặt đất đấy, thổ là đất đấy, thì chúng ta nghĩ đến một cái gì? Chúng ta nghĩ đến một cái sự mà vững vàng, đúng không? Nó nặng nề, nó thô lỗ và nó có một cách, nó có một cái gì, nó tĩnh. Nó có một cái trạng thái nó tĩnh, chứ nó không sinh động, nó không linh hoạt như là thủy, đúng không? Hoặc là khi mà chúng ta mà nói về mộc thì chúng ta sẽ thấy là nó có một cái vẻ gì, nó có một cái gì nó thanh cao, nó có cái dáng dấp gì mà nó thanh tú, mà nó ẩn tàng ở nói về mộc. Hoặc khi mà chúng ta mà nói về hỏa thì chúng ta thấy một cái gì nó nồng nàn, đúng không? Nó nồng nàn, nó hăng say, nó mạnh dạn. Và khi mà chúng ta nghĩ về kim, nói về kim ý, thì chúng ta thấy là một cái gì đó nó rất là kiểu như là nó rắn chắc này, nó có một cái gì nó rắn giỏi, nó có một cái gì nó bền chặt, đúng không nào? Vậy nên ý, khi mà áp dụng theo ngũ hành mà tương sinh tương khắc vào cái tính cách nhá, cho cái người mà mặt trắng sáng như ngọc thì chúng ta kỵ nhất, những cái người mặt trắng sáng như ngọc kỵ nhất là mang cái hình tượng mà hình thổ đó. Các bạn hãy nhớ, các bạn hãy chú ý cái điểm này. Nói chung mình nói với các bạn là như thế này, những cái người mà có cái gương mặt, có cái tướng mặt mà trắng sáng sủa như ngọc nhá, thì họ đều là những cái người mà sẽ có những cái giá trị khác nhau nếu như áp dụng vào từng trường hợp khác nhau. Vậy nên để mà xem được một cái tướng của một cái người mà trắng sáng như ngọc, các bạn hãy chú ý, các bạn hãy cần phải là những cái người mà kiểu như là chúng ta phải nhìn sâu một chút, chúng ta phải hiểu rộng một chút về cái áp dụng những cái bộ vị thì chúng ta mới phân biệt được, thì chúng ta mới đánh giá chính xác được một người, đúng không nào? Các bạn hãy nhớ cái điều này. Đấy, mình vẫn nói đi nói lại, trong nhân tướng các bạn càng tìm hiểu sâu, các bạn càng đi sâu thì các bạn sẽ càng có một cái sự nhận xét chính xác hơn. Và cái điều này cực kỳ tốt, cực kỳ có lợi. Các bạn thấy là mọi người ai cũng nhìn nhận, ai cũng đánh giá một người hết sức hời hợt, hết sức đơn giản.
ai cũng có thể là hiểu về lý thuyết này nọ, nhưng khi mà áp dụng người ta chật ấy, người ta sai hết, đánh giá nhầm hết. Bởi vì sao? Bởi vì người ta không hiểu sâu, người ta không tìm hiểu sâu, người ta vội, con người ta hay vội, hay biết một tí thì tưởng là biết nhiều. Thế là sai đấy. Thế là sai. Nếu bạn nào mà yêu thích về nhân tướng, các bạn cố gắng, các bạn nhẫn nại, các bạn đi sâu. Những bạn ấy mà đăng ấy, ngồi mà xem mà theo dõi mình ấy, cái video này đến cái giờ phút này ấy, các bạn là cái người mà kiên nhẫn đấy. Các bạn là cái người mà yêu về nhân tướng đấy. Các bạn là cái người mà có một cái sự học hỏi. Các bạn ấy sẽ là những cái người thành công trong cuộc sống. Các bạn là những người sẽ là những cái người nói chung ấy, muốn gì các bạn vẫn là cái người có cái sự may mắn hơn người, bởi các bạn là cái người kiên trì, các bạn là cái người kiên nhẫn, các bạn là cái người ham học hỏi. Và mình cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giờ phút này. Video của tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị cùng các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ. Nếu bạn nào có đóng góp ý kiến gì, có bổ sung một cái gì, các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới cho mình. Bạn nào thắc mắc, yêu cầu mình chia sẻ vấn đề gì, để lại bình luận bên dưới cho mình. Thân ái, chào tạm biệt.